Hello, mình xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là JC Boy Gamer đây. Và trước khi bắt đầu video, anh em hãy nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho mình. Và đừng quên nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và ok, và cái gì vậy? Mới vô mà làm nhục rồi anh em. Đấy, đang chào anh em mà tự nhiên lọt xuống dưới này trời. Rồi, reset lại cái mới được. Bữa thật sự nước nước không sao, cái chui xuống cầm cầu ngồi luôn. Đang chào một cách lịch sự đàng hoàng, làm cho mình hoảng hồn hú vía. Ok, và mình nói tới đâu rồi? À đúng rồi, mình đang nói về cái chuyên đề về update 15 nha. Và họ cập nhật những thứ gì mới mẻ của update 15 thì để mình sẽ review sau nha. Ok, và trước hết thì mình sẽ nói về trái quỷ nha. Hiện tại thì ở cập nhật lần này nó cho chúng ta khoảng từ 6 hoặc là 7 trái quỷ gì đó. Trong đó có trái Kilo Spin nè. Rồi trái Falcon, tức là trái chim ưng ấy. Trái hệ Zone. Và có cả trái Diamond, trái lớp. Đấy. Và trái đô nữa. Khá là nhiều trái nha. Và nhân vật chính của chúng ta đó chính là trái Venom. Khá là hay luôn đó. Được cô lõi lên. Đấy. Và khi nào mình đã có trái quỷ này rồi, mình sẽ quay review cho anh em sau. Và chủ đề chính của video này là mình sẽ hướng dẫn cho các anh em nào chưa biết á, cách để em có thể qua được C3 á. Còn anh em nào biết rồi á, thì không coi cũng được. Cái video lần này mình ra khá là trễ. Nói tóm lại thì là do cái video lần trước á, mình quay nó bị lỗi anh em đó. Bởi vì cái cam nó bị gì, lúc mà nó tắt, lúc mà nó lên ấy, mình rất là khó chịu cái vấn đề đó. Và không sao, mình đã có thể quay lại thêm một lần nữa rồi đấy. Đó, rất là hay. Và bây giờ thì let's go. Bây giờ anh em nào muốn tìm cái chỗ C3 đó thì anh em chỉ cần làm theo mình là được nha. Đó, muốn tìm cái chỗ đó phải làm theo mình. Chỗ BBB này người ta cũng đã thay đổi khá là nhiều rồi. Mình cứ bị nhầm cái chỗ này hoài này mà. Đó, lại cái chỗ này. Gặp cái ông admin My Game 443. Đấy, chỉ cần kích vô ổng và sau đó anh em sẽ đi dịch chuyển tới cái chỗ đánh boss Rip Indara, là boss admin đó anh em đó. Nhưng mà anh em cũng đừng có lo về cái việc đánh boss nha. Boss cũng không mấy gì mạnh lắm, chỉ cần đánh để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Và có thêm cái vài thứ được thay đổi trong cái update lần này, đó chính là về Haki ha. Anh em xem đây. Đó, Haki rất là đẹp luôn. Nhìn cái là thấy thơ mộng liền anh em. Đấy. Để mình chút nha, để mình dẹp bớt đồ ấy, để nó rườm rà khó bấm quá. Ok. Đấy, Haki rất là đẹp. Nhưng bây giờ quên chủ đề đi. Nó sẽ dịch chuyển anh em tới chỗ cô con boss Rip Indara. Và nhiệm vụ anh em là phải đánh nó xong. Đánh nó khoảng chừng nửa cây máu thì nó sẽ cho anh em xem một bộ phim giữa hai admin solo với nhau nha. Cái này thì mình đã đánh rồi cho nên là không có kết vô được. Và sau khi anh em đánh boss xong, nó sẽ dịch chuyển anh em tới chỗ quán cà phê. Và nó sẽ kêu anh em là đi đánh chỗ mấy thanh niên đánh lộn kìa. What the hell? Ai đâu, chưa gì hết mà đã có trái Venom xài kìa. Ghê vậy ta. Đấy, nó sẽ dịch chuyển anh em tới chỗ quán cà phê. Và nó sẽ nhiệm vụ kêu anh em là đi tới chỗ cái đảo đảo Zone này nè. Nói nó ở chỗ đảo Zone thì thôi, anh em sẽ nghĩ là nó sẽ ở đâu đó bên trong hòn đảo. Nhưng mà không, nó ở ngay đây nè anh em. Đó, đúng là kiểu lừa đảo một cách tinh vi nha. Nói đảo Zone làm người ta liên tưởng tới là nó nằm ở đâu đó trên hòn đảo này. Nhưng mà thực ra là nó nằm ở ngay chỗ mua thuyền nè anh em. Đấy. Bây giờ chúng ta đánh boss xong thì nhận nhiệm vụ và sau đó qua đây, thế là xong. Khá là dễ nha. Nhiệm vụ đánh boss không khó mấy.
Ok, qua dùng đứt thứ ba liền. Đấy, thơ mộng liền luôn nhé. Ok, bây giờ đến Power Review nè. Cái đợt update lần này nó update cho chúng ta có tận 4 hòn đảo lận nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tắt cái bảng multi đi, và cũng như là dẹp bớt đồ đi một chút. Mình tắt âm thanh nó ồn quá. Ok, thế là xong. Bây giờ thì mình sẽ đi review hòn đảo nha. Tiên chúng ta sẽ đi một vòng, nhưng với cái trái này thì đi cũng khá là lâu anh em. Đấy, phải chịu khó thôi chứ biết làm sao giờ nha. Đi khá là lâu. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho anh em coi cái chỗ đánh boss nó như thế nào. Mà hiện tại thì boss đã bị anh em tiêu diệt rồi. Thường thì boss đó, nó sẽ xuất hiện ở chỗ ở cái khung màu vàng vàng bự bự này nè. Nó sẽ xuất hiện ở đây nha. Anh em nào mới qua đây cũng phải đánh mấy con quái chỗ này thôi. Wow, có một bạn thức tỉnh được Phật tổ Awakening này kìa. Nhìn đẹp thực sự đấy. Mình còn chưa đi thức tỉnh được trái nào nữa nha anh em. Để khi nào rảnh mình sẽ đi ra thức tỉnh cho anh em xem luôn nha. Nè, cái cấp anh em muốn đánh được ở chỗ hòn đảo này đơn giản thôi. Chỉ cần trên cấp 1500 thì anh em có thể đánh được nha. Đó, đây cho anh em xem luôn. Đó là cấp 1500 nha. Còn mình sẽ dẫn anh em đi tham quan hòn đảo tiếp theo, coi nó có cái gì đặc biệt hay không nhé. Ok, bây giờ mình sẽ gì vậy? Chết rồi, chạy thôi. No no, mấy thanh niên đây không có Ali vô gì hết. Bật Haki cho nó chức chơi người dơi liền đấy. Công nhận mấy cái aura của mấy anh này mạnh thì đánh và chút xíu là ngưỡng của tỏi rồi. Giờ không nhà dòng nữa nha, mình sẽ đi tới cái hòn đảo review từng cái một. Còn nếu không thì mình sẽ review một cái thôi, bởi vì video của mình có giới hạn nha. Nếu đi bằng cái trái này thì nó khá là lâu. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng tới nơi rồi anh em à. Công nhận cái đảo này nó rộng thiệt sự luôn. Đã rộng rồi mà đảo nào nó cách xa nhau cái trăm thước gì đó. Anh em hiểu cái cảm giác mà nó xài cái trái chạy chậm nhất game như là cái trái mắt ma này chẳng hạn, nó thốn cỡ nào không anh em à. Đi từ nãy tới giờ vẫn chưa tới, và cuối cùng cũng đã tới rồi. Cái cảm giác mà nó chạy chát quỷ chậm nhất game nó cứ là cực. Thôi không bàn tới chủ đề đó nữa nha. Bây giờ mình sẽ review cái hòn đảo này. Hòn đảo này thì hình như là mình thấy ở trên cái trailer gần đây nhất của Mạc Minh, ổng có review rồi đó. Ê, ở đây có một cái phiến đá để hình khuôn mặt, và theo mình đoán ở đây là cái chỗ BB với nhau thì phải. Đấy, còn mấy cái này thì mình không biết ha. Bây giờ mình sẽ vào bên trong căn nhà một coi nó có cái gì hay ho không. Đảo rộng vậy. Theo mình biết thì đây là hòn đảo của ở trong phim á, thì nó là một cái pháo đài của Gemma 66. Ồ, có một cái chỗ điểm xếp bam này. Wow, trong này mình tưởng tượng nó như là cái quán cà phê vậy đó anh em. Khá là giống ha. Ồ, mình cũng được chi não luôn này. Đấy, thanh niên nào. Ồ, what, cái gì đây? Mình đi xuyên tường luôn à. What the hell? Ghê vậy. Phải thiệt. Ồ, thanh niên nào đẹp trai thế nhỉ. Ta ngắm nghía dung nhan coi. Đẹp trai thiệt. Wow, nói chung thì Abby làm mấy cái này nó cũng khá là chất lượng nha. Và đây là chỗ nào đây? Ồ, chỗ đi ra phải không ta? À đúng rồi, đây là chỗ đi ra nè. Hay nha. Ok ok, được được. Wow, ở đây sao nhiều NPC thế? Ông bán Haki hả? Có ông bán Haki nữa nè anh em. Coi ra Haki gì mới được. Haki này nữa, thôi bỏ đi, Haki này phèn quá. Có cả ông bán Haki nữa. NPC vô chỗ này nữa nè. Coi ổng cho mình gì ta.
Không có gì hết trơn. Wow. Phải sao mà cực quá vậy? Có ông My Game 43 chỗ này nè anh em. Hình như là à biết ngay mà. Chỗ này là thay đổi haki để mình thay đổi cái dạng số số 0 đi, haki tay thôi, nhìn cho nó chất. Đây là cái chỗ hay này mình coi nè, đây là cái chỗ xem phim nha. Trận, nếu anh em muốn coi lại cái trận đấu của Rip Indara với cái ông My Game 43 chiến đấu á, thì anh em có thể qua đây coi. Đấy. Có chỗ coi phim nữa, khá là hay nha. Wow. Hòn đảo này làm cũng được thế nhờ. Thế mình đi vòng vòng coi còn chỗ nào hay ho nữa không nha. Wow, ở đây cũng có một cái tòa nhà này nữa nè anh em. Đấy. Được cổ lõ liền. Ôi, hình như mình nhớ không lầm thì đây là cái chỗ mà để đánh cái con boss râu đen á. Boss râu đen mà sau time skip á anh em. Đấy. Wow, chỗ đánh boss râu đen à. Xịn nhờ. Ồ, có một cái căn hầm ở trong này nè. Căn hầm gì đây? Wow. Đây là long trợ thủ của Sabo nè, Super Human nè. Ô, tiện thế nha. Wow. Ở đây là những melee mà người ta để tập hợp lại nha. Để khi nào mình muốn xài cái gì thì mình lấy cái đó, không cần phải đi đâu cho xa ha. Đảo này tiện đó nha. Phải thiệt. Mình muốn cái gì thì mình lấy cái đó. What? Còn cái bệ này để làm gì đây ta? Bệ này thì không biết để làm gì hết. Chắc là phải cần có điều kiện gì mới làm được. Ok. Bây giờ thì nói chung thì mình đã review hết toàn bộ những hòn đảo và cái cách thức để qua được cái bên New World này rồi. Anh em nghĩ sao về video này? Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đừng quên nhấn cả cái chuông nữa nha, giúp mình đạt được 1000 subscribe trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.